chúa đưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chúa đến nay ta cùng đón tương lai, ta cùng tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Từ lần nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Từ lần nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà.
sẽ mãi bên nhau không cách xa.
đợi chờ, đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kỳ hoa có đôi phù sa. Còn trong đời bạn bè sắm tên, bạn ngoài xa đã xa thần rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lúc bạn xa chẳng không được mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa đêm vườn xuôi. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình.
và những gái. Xin trân trọng cảm ơn trước tấm chân tình và những tình cảm hết sức thân thương và ấm áp mà phái đoàn gia đình Hò Nhà Trai dành tới phái đoàn gia đình Hò Nhà Gái trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc cho quý vị cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và đặc biệt là chúc cho quý vị có một buổi chiều vui vẻ, an lành. Sông dài thuyền hoa xăng bao câu nàng mỉm cười xinh xắn, thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm sáng năm cho đời một tin mừng,
con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok.
buồn cười, xa mà sẽ mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Nhằm ngày 17 tháng 1 năm Nhâm Dần, cô dâu Thu Hường và chú rể Văn Thành họ đã
định nghĩa được cho tình yêu của mình. Họ đã chấp cho tình yêu đó một cái cánh để cùng bay đến một cái đích đầm ấm, đầu nản thi vị. Vâng, tất cả quý vị của chúng tôi gọi những cái lời nào đó với từ thật sự thương yêu. Đó là gia đình phải không, thưa còn về quý vị. Vâng, và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ để trân trọng kính mời để quý vị cùng hướng về sân khấu ạ. Và không đổ một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chào đón hai bông hoa đẹp nhất và rực rỡ nhất sẽ trở lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón. Kính mời và chào đón lên sân khấu hai vị đại diện cho hai họ, còn nhà trai và nhà gái cùng bước lên sân khấu bắt tay nhau và có được câu phát biểu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin quý vị cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng dành tặng và chào đón hai vị đại diện ạ. Kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể các cô, các ông, các bà đại diện cho bốn họ, tôi là bác của cháu Thành, đại diện được gia đình cử là đại diện cho Hoàng Hà Giang. Lời đầu tiên, đầu xuân mới tôi xin chúc toàn thể hồ hôn hôm nay có được sức khỏe dồi dào. Thưa toàn thể hồ hôn, cháu Thành và cháu Hường qua quá trình tìm hiểu với thời gian đến nay đã trưởng thành, hai cháu đã tác hợp để thành đôi xây dựng trăm năm hạnh phúc. Đại diện cho phía gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay và có xin dâu mong cháu Hường về làm dâu con của nhà chúng tôi, thì điều kiện thời gian cũng cho phép, cũng mong hồi hôn là trước 12 giờ là cùng gia đình chúng tôi để xin cháu Hường về gia đình nhà trai ạ. Trước khi dừng lời, tôi cũng xin chúc toàn thể hội hôn sức khỏe tốt và chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Vâng, và xin được nói trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình Hoàng Nhà Trai. Và xin kính chúc bác có thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, và quý vị thân mến, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời và thỉnh vị cùng hướng về khán phòng cưới. Phong nồng một tràng pháo tay thật lớn để đến với những lời đáp từ được đến từ một vị đại diện cho phái đoàn gia đình Hoàng Nhà Gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng dành tặng và chào đón vị đại diện Hoàng Nhà Gái ạ. Xin mời bác. Kính thưa cụ công các bà, cô bác chú dì, hai họ đến lễ hôm nay của hai cháu, tôi là chú ruột của cháu, là các vị đến mà tham dự vui chung với con cháu chúng tôi, rất là cảm ơn và cũng qua đây mong bà cô chú bác đến và đến là buổi thành hôn của cháu bên nhà trai, thì là mong tất cả các quý khách giúp đỡ và ủng hộ gia đình chúng tôi. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại diện và xin kính chúc cho hai bác có thật nhiều sức khỏe để trở thành chỗ dựa vững chắc hướng dẫn cuộc sống gia đình của cô dâu của chú rể kể từ ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện cùng tiến lên một bước nữa. Vâng, và với một cái bắt tay và một cái ôm thật chặt nữa. Vâng, và xin kính chúc cho hai gia đình trồng cây chung sớm ngày kết trái, chuyện tình sẽ gặp biến tình để cho họ kết tình từ đây. Ông tư
sức gió và một chiếc cuối đường đã theo chân quý vị cùng trở lại khán phòng cưới của gia đình Hòa Nhạc Gái hôm nay. Vâng, và mỗi quý vị là một món quà không thể thiếu và một món quà vô cùng ý nghĩa để cùng dành tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời những món quà yêu thương nữa sẽ được đến từ bố và mẹ của cô dâu ạ. Xin trân trọng kính mời và trở lên sân khấu bố và mẹ của cô dâu dành tặng cho con gái yêu của mình những món quà yêu thương, món quà được chất chiêu từ 5 tháng nhập nhằn. Xin được trân trọng kính mời. Biển những mênh mông không đầy tình mày và mây trời đường lộng không phù tím cống ca. Vâng, và quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này đó là hình ảnh song thân của cô dâu đang cùng với món quà yêu thương, món quà được chất chiêu từ 5 tháng nhập nhằn từ ngày hôm nay trở lên sân khấu để cùng dành tặng cũng như chúc phúc cho hai con yêu của mình. Và xin vị cùng đồng chàng phóng tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng dành tặng cũng như cảm ơn món quà yêu thương được đến từ song thân của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời.
lời của gia đình họ nhà trai, chuyển lời của chú rể Văn Hành, cô dâu Thu Hường. Trân trọng kính mời toàn thể các quý ông, quý bà, các bác anh chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên cùng dự tiệc trầu, tiệc nước để cùng chung vui, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Thu Hường trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, khách quý tại mến, và ngày hôm nay đây được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng ý của cơ quan chính quyền địa phương, cũng như được sự tìm hiểu chín muồi của đời bạn trẻ, đã chính thức chọn ngày hôm nay để làm lễ ra mắt chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Văn Thành sánh diện cùng với cô dâu Thu Hường. Và trong ngày vui hôm nay, sự diện của toàn thể quý vị là niềm vinh dự rất lớn đối với gia đình cũng như đối với cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý cùng dự tiệc trầu tiệc nước cùng chung vui, với ánh mắt thân thương trở lại với khu vực sân khấu và cùng tham dự chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ diễn ra trong ngày vui hôm nay. Vậy là ai chấp cánh cho chim bay muôn ngả, mà ai mở đường cho đôi lứa gặp nhau, để cho cao chín chữ buồn lá trổ thắm đượm một màu xanh hữu tình, từng làn gió thổi hiu hiu, tiếng tơ tiếng chúc như xe xin rẻ tình, và anh trèo thì hái quả con non bổ sức làm tắm mời hồi hôn xây trầu, cho nên trầu nghĩa trầu tình ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, cho cái vườn cô dâu vừa tìm buổi ban sớm trái con non chú rể mới chảy tối hôm qua, và xin kính mời quý khách gần xa xây trầu uống nước cho đậm đà tiểu trung. Và ngay trong giây phút này đây, những lời chương trình không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Văn Thành sánh diện cùng với cô dâu Thu Hường xin được chính thức bắt đầu. Cho tình yêu mà nhìn xuống vòng cưới thật là đẹp đôi, xa xa từ dãy núi nền thơ, biển rộng thì có bến nhưng ngàn thương chẳng có bờ, và Thành yêu Hường như ánh trăng vừa hé nở, như mặt trời rạng rỡ ánh bình minh, và đẹp bao nhiêu người trẻ chúng mình, trên cuộc đời cô dâu Thu Hường sẽ là người đẹp nhất. Và trong giây phút thăng hoa hạnh phúc này, xin được trân trọng kính mời cô dâu chia sẻ hai bạn sẽ cùng đứng dậy để ra mắt hoàng viên hay họ, và cúi chào toàn thể quý vị khách quý đang có mặt tại hôn trường, thay cho lời chào lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất. Sống bên nhau thật trai hòa, và theo như phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta nói
bảo trung thì miếng trầu là đồng câu chuyện. Và ngày hôm nay hai phái đoàn cùng đưa cô dâu và chú rể chính thức trở lại với hội trường để tổ chức đại lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể, thì cũng không thể quên được đó là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn, một bác đại diện cho gia đình họ nhà trai và bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và ngay lúc này đây cũng xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu một bác đại diện trưởng đoàn của vị đại diện gia đình họ nhà trai, cùng một lúc cũng xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ bước lên cuộc sân khấu ra mắt quan viên hẹn hò và đặc biệt có đôi lời phát biểu trong buổi chung ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời, thì cũng xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lời phát biểu của bác đại diện gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu làm thủ tục cho cô dâu thu hương cho gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, chú dì, thanh niên nam nữ, loại ngoại, ba bè bốn bên, thưa chủ hội hôn, hôm nay là ngày hỷ của các cháu, thì là tôi cũng có đôi lời. Tôi đại diện ủy quyền ông bà Thắm, tôi là cháu Hương và đã đưa và trao dâu cho ông bà Lộc và làm dâu hiền của họ nhà Giai. Thế còn từ giờ phút này tôi nhận cháu Thành là con, là rể gia đình của ông bà Thắm cũng như họ nhà gái chúng tôi. Tôi xin nhường lại cho chương trình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và vừa rồi chúng ta cùng đón nghe lời phát biểu trao dâu của bác đại diện gia đình họ nhà gái. Và để đáp lại những tình cảm dạt dào đó thì cũng xin được trân trọng kính mời vị đại diện gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu làm thủ tục nhận dâu hiền, trao giấy thảo và cảm ơn trước toàn thể hội trường. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho bốn họ, thưa toàn thể hội hôn, tôi là bác của chú rể, thay mặt cho gia đình nhà trai xin đồng ý với ý kiến của vị đại diện gia đình nhà gái, xin nhận cháu Hường về làm con dâu của gia đình. Thưa toàn thể hội hôn, để dừng lời tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết xin cảm ơn toàn thể hội hôn được thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, vậy là ngày xưa thì hai họ còn xa, giờ đây hai họ cùng chung một nhà, cùng nhau chung bắt nhịp cầu cho đôi bạn trẻ chung cầu ân tình. Kể từ giây phút này trở đi, hai bên gia đình đều có dâu hiền và rể thảo, con dâu còn rể, còn nào cũng ngoan. Và trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng dành cho nhau cái bắt tay thật là thân ái, tình thông gia sẽ được thắt chặt từ đây. Trân trọng kính mời hai bác ạ. Trân trọng kính mời toàn thể hội trường hãy cùng dành cho hai bác bằng một trong tay thật đông nhiên để cùng chúc cho tình thông gia ngày hôm nay ạ. Cảm ơn hai bác rất nhiều. Xin mời hai bác sẽ cùng trở vào trong nhà để cùng tiếp tục xây tình trầu tiệc nước cùng chung vui cùng với cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, vậy là hương về thì ngõ trúc thêm xanh để hiên mai thêm thắm những giỏ phong lan, hương về cốc ngọt canh ngon, mẹ cho thêm một nàng dâu thảo hiền, và đôi ta như ván đóng thuyền trăm năm hạnh phúc trọn đời thủy chung. Và ngày hôm nay đây, trong giây phút hạnh phúc thăng hoa này, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thủ tục không thể thiếu được trong tất cả các buổi lễ thành hôn, một giây phút hết sức thiêng liêng và hạnh phúc của cô dâu và chú rể, đó là giây phút hai bạn sẽ làm thủ tục trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự minh chứng chúc phúc của quan viên hai họ. Chúng ta đang cùng chứng kiến những khoảnh khắc hết sức thăng hoa, hạnh phúc và đầy thiêng liêng của cô dâu và chú rể. Họ đang làm thủ tục trao vật tình ước kỷ niệm trọn ngày cưới. Chiếc nhẫn cưới hình tròn không có điểm dừng, tượng trưng cho một tình yêu trọn vẹn vì suốt đời này của cô dâu và chú rể. Quý vị hãy cùng dành cho cô dâu và chú rể bằng những tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc phúc đi ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay cắt từng lát bánh cọc. Cô dâu chú rể muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất đến sự diện của bạn đề của quý vị khách quý cùng bất chút thời gian và ngọc trở về đây chung vui tham dự đại lễ thành hôn của chú rể phát hành cô dâu một tu hưởng. Và tấm bánh ca tô thứ hai là tượng trưng cho những tình cảm mặn nồng
ra sau và hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường vào tầng mảnh cado thứ ba này. Thay cho lời cảm ơn đến công ơn sinh dưỡng của những người cha người mẹ đã sinh ra cô dâu và chú rể, nuôi cô dâu chú rể khôn lớn và dành cho hai bạn có ngày hạnh phúc trăm năm như ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời hai bạn sẽ cùng trở lại với khu vực phía cánh trái của sân khấu, nơi có những bà tháp ly với chai sữa bánh hồng. Xin mời chú rể sẽ cùng quy chai sữa bánh đầu tiên, sau đó cùng với cô dâu tay cho tay rót trên và tháp ly sữa hồng hạnh phúc suốt cuộc đời của mình. Mình có đẹp thì bởi gió nhẹ nhẹ thôi, và suối có nên thơ bởi uốn lượn dưới chân đèo, bổ sung có đẹp bởi hoa thơm và uốn lượn, riêng con người có đẹp bởi hạnh phúc của tình yêu, và tình yêu đó đã được đồng hòa kết trái, đó là diễn viên minh chứng hạnh phúc nhất trong ngày cưới hôm nay, đó là cô dâu và chú rể dưới sự chúc phúc của quan viên thay họ. Và với chai sữa bánh hồng thứ hai, xin mời chú rể sẽ quy chai sữa bánh thứ hai và sắp vào hai chiếc ly ở phía dưới, số sữa bánh còn lại sẽ được tiếp tục rót trên tầng tháp. Bỏ đồng cỏ khô, tình yêu thì có bền có bờ, có đời có chờ mới có hai chứng thủy chung. Tên đơn chất chén chèn đầm, một hai ba sô, hai ba sô, hai ba chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và ơn cha mẹ thì như trời cao và biển rộng, mà sinh con ra mong con lớn từng ngày, dẫu qua những lúc hoạn nạn, lúc đắng cay, vẫn được yêu chăm chút như hoa trên cành. Ngày hôm nay nhìn thấy hai con mình được hạnh phúc, những người làm cha làm mẹ cũng thoải đối ước mong. Xuất phát từ những tình cảm dạt dào từ mẫu tử phụ tử thiêng liêng, bằng nhân ngày cưới của chú rể Phan Thành, người cha và người mẹ thân sinh ra chú rể cũng có món quà dành dụm chất chiêu để gửi tặng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai con của mình trong ngày cưới hôm nay. Chăm lo chăm lo đây, anh nghe là chăm lo. À, cứ bình tĩnh à. Đời của mình trở lại với khu vực sân khấu và đến với phần quà hết sức ý nghĩa thiêng liêng của người cha và người mẹ thân sinh ra chú rể, có món quà dành dùng chất chiêu để gửi tặng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Phan Thành vừa rồi tu đường trong ngày vui hôm nay ạ. Và đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà cái nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, với những tình cảm dạt dào, tình mẫu tử phụ tử rất thiêng liêng. Và ngày cưới của hai con thì cha và mẹ cũng có món quà rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn công ơn sinh dưỡng của cha và mẹ đã nuôi dưỡng chú rể khôn lớn, và đặc biệt trong ngày cưới của chú rể cũng có món quà để gửi tặng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn món quà của cha mẹ rất nhiều ạ. Cuộc vui nào cũng có những lời ca tiếng hát, có những cung đàn bản nhạc của tình yêu. Và ngay sau đây cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đăng ký những bản tình ca hay nhất cùng với những làm chương trình để gửi gắm những tình cảm thân thương, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể qua những ca khúc hay nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Danh sách rất là dài, rất là đông.